Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây cẩm thị nha. Cây mới vừa khai thác về nha anh chị cô chú. Cây này có hoành là chín nha. Hoành một thân đây là chín nha. Còn cái cục đế của nó là bự nữa nha. Còn tán bay là 59. Từ cái co đổ xuống là 5, bay đổ là 59 nha. Bầu đất rinh nha anh chị cô chú. Đây nó ra một củ rất lớn luôn nha. Em chỉ đo quanh một cốt đây thôi nha. Đây, bay co lắc. Chốt bay nè. Chi chốt so lại ngón tay em rất lớn nha. Quá duyên dáng luôn. Đây giờ anh chị chơi chút đổ xuống thêm rất ok nha. Đây nó đánh một cái co rất đẹp đây ra. Cái co đây nó đánh co rất đẹp nha. Em để quay chơi đổ xuống xí nữa. Quá đã luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn. Rồi. Bay thét đổ rất đẹp luôn.